đang kiếm nó nữa lên đây à. Ui ui, đây 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 đây. Wow, con này ngon ngon bự mà đụng nó luôn. Đây là cá bóng sao nha, đó được thêm con còng nằm sát bên nữa nè. Nó thấy mình chạy lên cá bóng sao nằm đầu luôn. Rồi hồi nãy giờ lâu rồi chắc chín rồi, bây giờ mình sẽ khui hàng và vớt ra già thưởng thức nha. Ui da. Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay con nước 30 rồi, tiếp tục hôm nay mình sẽ đi bắt tôm tích. Thì mỗi con nước gì mình sẽ đi bắt 2 ngày, chứ còn nếu mà bắt nhiều quá bắt không nổi, tại vì bắt tôm tích này nó rất là mệt. Cho nên mà mình chỉ bắt mỗi con nước dầm và 30 mình chỉ bắt 2 chuyến thôi. Rồi, bây giờ mình trải ra tới ngay chỗ cái mí nước rồi nè. Đây. Thì ở trong kia đó, rất là xa. Thì chổng đây là chổng nó tầm cả 100 m, ra đây là muốn hụt hơi. Đem theo cái thùng này cũng đủ mệt nữa nè. Cái thùng này thì mình bỏ nước trong đây, hai này hai chai nước suối, cái lưới với lại cái phụ kiện máy pin rồi đó, cái nhỏ nhỏ đó, cái ngách mình múc đó đó, hốt cái hang này thử coi. Nãy giờ đi cũng xa rồi mà chưa thấy hang. Tục cái này cho nó lên cha, cái hang này bự lắm, nó nhỏ, hang này bự lắm. Wow, của một cái hang nhỏ như hang bự dưới trời. Ôi, trời, đang kiếm nó nữa lên đây rồi. Ui, ui, đây. Wow, con này ngon, ngon bự. Trời ơi, đang ngồi kiếm nó mà nó đây. Quá đã. Được con mới hàng, quá sướng luôn. Đó. Trời ơi, con này bự. Con này chắc không có người đâu. Đấy, mở hàng. Cái túi ra. Quá đã. Con này bự hơn vô cái. Ở trên á thì làm cái miệng nhỏ lắm. Ôi, chụp nó. Đây nè. Trời ơi, quá sướng luôn. Một con đầu tiên, con này bự hơn chân cái luôn. Con này có gạch không ta? Mà bỏ nó vô đi. Đây, một đen. Mở hàng vậy là được rồi. Ở trên á cái miệng nó nhỏ lắm, nhưng mà khi mình đào khoảng chừng một tấc á là nó phá rộng ở dưới, cái hang nó bự lắm. Rồi tiếp tục tiếp hang. Bữa nay thua, có người trước người ta đi bắt trước hôm qua rồi, nãy giờ đi quá trời xa luôn, được con một. Trời ơi, bây giờ phải đi lộ bên kia chứ, nay giờ thấy người ta lội người ta quăng tắt hết rồi. Thì có hang còng dâu nè, cái mặt nó còng còng nữa. Trời ơi, đây còng dâu cái càng chà bá lửa luôn. Ủa, cái càng này nó kẹp hết chết rồi. Đây càng hết hồn luôn trời. Kiếm nước giữa cái. Đây mọi người xem con còng nè, cái càng nó còn bính, nó bự hơn cái mình luôn. Để bắt nó về mình ăn thử nha, con còng này coi nó ngon không nha. Trời ơi, trời ơi, càng gì nó bự hơn cái mình nữa trời. Ừ.
Đây còng voi, trời ơi con này bự dữ vậy. Ủa này nó phải còng voi, con này con gì ta, con này giữa đây. Đây đường con còng voi kìa, hai loại còng nữa. Để mình giữa mình bắt mấy con này về mình test thử con ngon nha. Đây cái này là còng voi nè, cái càng nó cha bá lửa, còn con còng này thì cái càng chứ tí nha, nhưng mà cái mình nó bự, nó giống như con giảm vậy đó nè. Đây ở đây đây rất nhiều đôi còng, nhưng mà còng này mình chỉ biết con này là mình nghe người ta nói là cái này còng voi, còn cái này còng gì chả biết luôn nè. Nó vàng thôi mình bỏ đi, chứ mình sẽ về nướng mình test thử hương còng nó ngon không. Thứ cộng ngon quá, đồ cá bông xào đều quá trời luôn. Đây nè, quá trời cá bông xào luôn. Ui à. Đây còng này còng càng nhỏ nữa, thêm con à, con còn một nãy giờ bắt được chục con, bây giờ hai ba đầu còng nữa. Đây là chút xíu mình rửa sạch sẽ cho người xem, ở đây xanh không có nước. Còng là dễ bắt hơn à, còn chút là đụng nữa. Trời đi nãy giờ không thấy hang tích tích luôn, không biết là cái tháng này nó không làm hang hay là người ta bắt hết ta. Bữa mình đi cái đoạn này quá trời luôn mà, đi nãy giờ quá trời xa luôn mà không thấy tích, trời chết rồi. Không sao còng không. Nước nhờ nó lớn luôn à, này nước nó đang vô. Giờ mình đi kiếm coi có mình bắt còng. Chứ bây giờ thấy bắt thành tích tiêu rồi. Đi trẻ quá người ta bắt hết rồi. Bắt còng vô lẹ hơn. Đây, được không có còng mà. Giờ đất không? Cho mọi người không thấy đâu. Đây đây. Đây, thêm con còng mà nó vàng rồi mà. Nè, mà cái càng tí nỉ vậy trời. Hai cái càng cái nó tí nỉ à. Nè, nãy giờ bắt được mấy chục con nè. Chỉ còn được con toàn tích. Hôm nay tôi tích thua. Sẵn mình đi tàn tàn coi không có mình về. Bắt mớ còng. Chỉ có con sào, con sào có bắt à, con sào nó lạng nó tùm lum có bắt. Giờ bắt mới được mấy chục con còng mà như là mấy lò trong này được. Xíu mình rửa sạch sẽ cho người xem coi con còng nó không. Cho nó chạy. Đó. Xuống là một em. Này mình nghĩ chắc chăn me chăn muối hay là
kho dạng kho mà kho khoải rồi chắc ngon rồi. Này mấy hàng nữa. Cọt xuống là rụng liền. Quá trời hàng luôn. Ui dồi. Đây. Một con còng này cái càng gì nó dài thì sợ vậy trời. Nè. Làm như là cái bông rồi. Dạ. Ôi đụng cái không sao à. Ui. Nãy giờ. Tọt xuống bắt con còng. Mà đụng nó luôn. Đây là cá bóng sao nha. Đó, được thêm con còng nằm sát bên nữa nè. Nó thấy mình chạy lên cá bóng sao nó nằm đầu luôn, cái hàng còng nó chạy luôn. Cái cá bóng sao này phải biết bắt. Không biết bắt là thua. Nó lạng lách tùm lum á. Có hôm gặp ông hay quá, ông tọt xuống là ông lụm con. Hôm đụng ông đi bắt á. Được 5-6 kg á. Đây cái hàng còng. Còng chà bá lửa luôn trời. Con này bự con mà ha, bự dữ vậy. Đây, ui. Con còng này không gì mà nó. Cái càng gì mà nó dài dữ vậy trời. Hả? Ui ơi, quá trời lo còng luôn. Không biết còng nào là còng nào luôn. Bây giờ mình đi tà tà về. Sẵn thì kiếm được con mớ rồi. Nước lớn rồi. Nước nó vô tới chân rồi. Chưa rồi. Bữa nay bắt không tích thua rồi. Trời ơi. Đúng là hình như là không, con nước này nó không làm hang sao á. Chứ thường bữa mình đi là cũng vài mét con hang hoặc là 50 mét chứ trời ơi. Đi cái gì mà nãy giờ cái cây số mà không thấy hang nào trời. Rồi thì bữa nay mình đi bắt công tích bị thất bại rồi. Thì mình xuống thấy có dấu chân quá trời, người ta đã đi bắt hai bữa nay rồi, nát hết rồi. Chứ là hai nữa bữa nay con nước này làm như là nó không có làm hang hay sao á. Xuống dưới không có thấy hang luôn. Thường bữa mình đi là tầm cỡ 10 mét hoặc 15 mét, 20 mét là có hang phải không? Và bữa nay đi là nói chung là 400-500 mét luôn, không có hàng nên mình bắt được mớ còng về làm món ăn luôn. Tại vì còng này mình cũng chưa ăn bao giờ hết. Đây được cho tay tầm ký mấy, được duy nhất một con tôm tích, một chỉ là con cá bóng bông sao. Và ở đây nó có cái vỏ ở dưới cầu, mình đổ cho mọi người xem nha. Bữa nay bà tôm tích thất bại, đúng là có một con một thiệt. Được mớ còng này xem mình sẽ về, bây giờ mình sẽ đổ cho mọi người xem coi còng này là còng gì, rồi xong mình về mình làm món ăn luôn. Quá trời lỗ còng, mình biết còng gì nữa. Cái biết duy nhất là cái con còng dâu. Cái còng dâu là cái con còng mà cái càng chạm ba lửa nó bự của mình luôn. Đó. Quá trời luôn. Xuống cái ba. Con này không xuống. Trời ơi. Cái con gì mà cái càng. Càng dài dưới trời. Hay có con còng gì mà cái càng gì mà nó dài cái ghê. Đây được cái máy nè. Đây là cá bóng sao bị mấy con còng mà kẹp chà le chứ rồi chết ngắt rồi. Đây được con tôm tích chà bá lửa đầu tiên luôn, rồi là chất quớt con một duy nhất. Con này nó chưa đủ lạng đó, quá ngon. Con này bự hơn trên cái đó, chà bá lửa luôn. Rồi được mấy còng ở đây là mấy lô còng được. Đây để mình bắt mấy cúp camera xuống xíu. Đây con còng nè, con còng này là khác nữa nha. Còng này mình bó tay không biết còng này gì luôn nè. Nó này nó cái mình có thể nó bự mà càng nhỏ xíu đó. Một lô còng đây, con này khác nữa nè. Con này thì nó xanh xanh mà cái mình nó tròn tròn, mà cái càng nó đâu ta. Ở cái càng nó tí này nha, cái càng cái của nó còn bự hơn, nhỏ hơn cái que nữa. Rồi con này nó chạy đây, đặc biệt có con còng này nè, là còng voi nè. Rồi con còng này nè, nè quay còng voi là con này là ba lô còng nè. Cái càng nó dài gì mà cái sợ vậy trời. Đây bây giờ đây con còng này ngộ lắm, nó dài sọc á, không biết còng gì luôn. Nói chung là còng mình không biết rồi. Có con còng đây nè, con còng này đặc biệt nha. Trời ơi trời, cái càng của nó nè, cái càng của nó bự dữ rồi trời nè, nó dài quá tới bên đây luôn á. Nhưng mà cái càng của nó gì mà chà bá lửa, con càng một mà còn cái càng của nó nặng chứ đó. Càng này còng này là còng voi, cái còng voi mà nhớ không biết phải không nữa. Ở đây này nó có 3-4 lô còng được, có một cái còng nào hay là 4-3 lô còng thôi, như ba loại gì vậy. Rồi bữa nay thì nói chung là bắt tôm tích thì thất bại rồi, mình bắt được mớ còng, mình sẽ về nhà chế biến món ăn luôn.
Rồi mọi người hãy đón xem cái ẩm thực mà mình chế biến cái còng này là cái món gì nha. Rồi mình mới về nhà, rửa sạch sẽ rồi, mình bỏ vô nồi với lấy cái bếp ga ra chỗ này làm thắng viên này là chờ để chắc là nóng. Đây cái số mà còng mình bắt được đây tầm cỡ 1,5 kg cường đầy nồi luôn, với có một con tôm tích duy nhất đó. Bây giờ mình sẽ hấp bia nha. Đây là Tiger nó lên, làm đơn giản thôi, hấp bia là được rồi đó. Không uống bia nhưng mà mình hấp với bia cho nó hấp dẫn. Rồi để đây chút dục luôn, đập bếp ga lên. Để nắp lại. Rồi mọi người đợi chút xíu nha, chính cái mình sẽ test thử coi con còng này nó ngon không. Còn đây là muối tiêu mình đã làm sẵn ở nhà, chanh ngồi nặng vô. Chính rồi, bây giờ mình sẽ khui hàng vớt nó ra. Ôi yeah. Rồi cái nắp xuống hào luôn, để đi chút lượm sau. Đây trời ơi, nghe cái mùi bia không muốn xỉn rồi. Tắt lửa đó. Ôi, nó vụn nghe hết rồi. Rồi bây giờ mình sẽ gấp ra dĩa. Nghe cái mùi bia này, cái bộ nực nồng luôn á, ăn không biết có xỉn không đây, vụn que đó rồi. Đây tôm tích, wow, tôm tích là khỏi nói rồi, hàng mắc tiền là phải ngon à. Còn còng này thì nói chung là mình chưa ăn, hôm nay mình test thử mấy con còng là ngon không. Quá trời quá đất luôn, luộc cái đầu nó vụn que. Đây xong rồi đây, nhưng mà nó vụn cho nên một đống que luôn. Thôi cái càng này chứ đừng bỏ, càng này nhỏ quá chứ không có thịt đâu. Đây nè, một đống luôn đó. Bây giờ mình chỉ lấy cái phần thịt của nó thôi, cái này mình bỏ qua đi. Rồi dứt. Rồi bây giờ mình sẽ test con còng trước nha. Thì tôm tích này mình ăn cũng mấy lần rồi, tôm tích thì khỏi nói rồi, nó ngon lắm. Nên mình sẽ con còng chưa ăn mình sẽ test trước. Đây con còng này thì nó tròn tròn đó, nó xanh xanh, hồi nãy là nó xanh, luộc lên nó vàng. Bây giờ mình tách ra coi trong nó có gì nha. Ui, hình như nó có gạch nữa. Thử coi, giờ mời tất cả mọi người nha, thử cái gạch nó có béo không. Gạch nó béo như cua. Này là không biết còng gì luôn, hay tao máy lội luôn. Đây là cái phần thịt của nó nè. Đó, đây là muối tiêu chanh, hồi nãy mình ăn chanh rồi, quết vô đây, dứt. Đây, mời tất cả mọi người nha, quất. Cái thịt nó rất là ngọt, ngọt như cua á, mà ở trong á thịt nhiều lắm, ngon. Giờ tới con còng dẹp nè, con còng này không biết con còng gì. Ôi dạ, có con còng mà cái càng bự nó vụn càng hết rồi, giờ không biết nó là đây à. Vậy là con cái con nãy mình ăn ra đầu tiên nè, là nó vụn càng cái nè đó, cái càng chà bá lửa luôn. Cái này là có một loại còng dẹp mà, đây con còng cái càng dài chà bá lửa luôn. Bây giờ mình sẽ thử con còng này coi. Ui, con này thì gạch nó màu vàng đó, thử miếng gạch này coi. Còng này gạch như nó đắng hơn ta, nó cái gạch con này thì nó béo hơn mà con này đắng hơn. Bây giờ mình sẽ lấy ra từng con mình test thử cái con nào ngon. Bỏ mấy cái que nó đi. Tiêu chanh dứt. Con này thịt nó cũng chắc mà cũng nhiều lắm, nếu có thịt cũng ngọt. Quá trời, như là cái gạch của nó hơi nhẵn nhẵn,
con. Để kiếm cái con đây. Con này khác nữa là ba loại. Con này cái càng mà cái càng cái bạn cái càng cái á nhỏ xíu à, nó nhỏ cái que nó. Chút nỉ à. Giờ thử cái con này thử coi. Cái con này ở trong nó gì nè. Để mình thử cái gạch của nó coi. Con này gạch nó cũng nhẵn nhẵn. Có con đầu tiên. Con này mà càng bự á. Đây, cái con này gạch nó chắc nó béo này. Mà thịt thì nó như nhau à. Con nào nó cũng chắc thịt mà là thịt nó ngọt. Con này dẹp này thì thịt nó mềm hơn. Nó không có dẻ bằng như con kia. Cái con đầu tiên mình thấy là ngon nhất. Con này à. Để mình thử cái càng của nó coi có thịt trong không. Mà càng bự dưới. Con này là ngon nhất à. Con này thịt nó nhiều. Mà nó cái càng nó không có cứng. Đây, rồi. Đây nó được cục thịt vậy nè. Rồi, trong đây có ba loại còng, mình đã test xong rồi. Bây giờ mình sẽ giết con lập tích này nha, có một con duy nhất. Dạ, nãy mình không quên đem kéo rồi, bây giờ lại tách nó ra. Cái này thì ăn cái này là mình phải lấy kéo mình cắt hai cái dành nó ra, giờ mình lột ở trên nó ra chứ còn cắn là cái lưỡi mình hồi bị giác luôn á, nó đâm á. Lột xong rồi nè. Thịt quá trời thịt luôn, thịt của nó một trống luôn. Con này là chắc thịt, nó không có ốp. Không có đem kéo theo lột chất giả luôn đó. Chấm vô muối tiêu chanh rồi mọi người con tôm tích nha. Trời ơi dứt cái đầu luôn rồi. Thịt nè chống thịt luôn. Thịt phải nói là ngon cực kỳ luôn, nó ngọt mà thịt của nó cái dai dai. Rồi xong. Còn cái đầu. Nếu mà con này càng lớn thì trong cái càng nó có thịt. Đây, trong cái khúc càng này nó có thịt. Nặng nó lên. Chúng ta công lập tích ăn đáng đồng tiền luôn. Mình đi bắt thì mình có mình ăn chứ còn nếu mà mua ăn không nổi. Tích mà lớn lớn từ một size 8, một lạng 8 đô lên á là nó tới 1 triệu mấy, 1 triệu. Quá mắc. Cũng test ba loại còng, nói chung là lần đầu tiên ăn thì còng này nói chung là cũng có con thì trong gạch nó nhẫn nhẫn, có con thì lần đầu tiên mình test á thì nó béo nhưng mà mày thịt thì giống như nhau à. Bữa nay á thì mình đi bắt tôm tích chứ không phải là đi bắt còng này, nhưng mà tôm tích thì có mình thấy có một số dấu chân người ta đã đi bắt trước rồi, bắt hết rồi. Với hai nữa con nước này mình thấy nó có làm hang hay sao á, đi quá trời xa luôn mà đi gần cái cây số luôn không thấy tôm tích, cho nên mình mới bắt mấy con còng về test thử. Nhưng mà còng này thì nói chung là văn muối văn me hay là mình làm gì nói chung là ngon, thịt nó chắc như cua đó, rất là ngon. Thì mọi người mà có yêu mến thì cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để cho bạn bè người thân mình biết nha. Thì chắc mình xin dừng clip tại đây, hẹn mọi người các video sau nha. Rồi chào tạm biệt.